sự vui mừng này. Sau đây chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi giảng giải cho đại chúng hiểu thêm về pháp môn hồi niệm. Chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn bạn MC Quảng Nguyện. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh. Quảng Nguyện vừa mới dặn Diệu Âm là nói về pháp hộ niệm. Thì Diệu Âm cũng xin vâng lời nói về pháp hộ niệm. Có nhiều người nghĩ rằng pháp hộ niệm là phụ. Thì chính Diệu Âm này luôn luôn trong đầu óc mình giữ mãi cái tâm niệm rằng pháp hộ niệm là chính chứ không phải phụ. Hôm tuần qua Hòa Thượng Tịnh Không vãng sanh, khi Ngài vãng sanh rồi mình mới nói: chư vị đừng nghĩ rằng là một vị đại tôn sư như vậy các ngài coi pháp hộ niệm là phụ. Không phải. Mà tình thực ra trước đây một năm liên tục tại niệm Phật đường có Diệu Âm, đêm đêm ngày ngày đều hồi hướng cho Ngài và cầu nguyện cho Ngài vãng sanh thượng phẩm. Trước những ngày Ngài ra đi luôn luôn có những người kèm sát bên cạnh hộ niệm, niệm Phật bên Ngài. Rồi khi Ngài ra đi không những niệm Phật 12 tiếng mà niệm 24 tiếng và sau đó tiếp tục trong 49 ngày. Tất cả chúng sanh khắp nơi đều hộ niệm cho Ngài, niệm Phật cho Ngài. Rõ ràng hộ niệm là chính chứ không phải hộ niệm là phụ. Cách đây không lâu có một vị cũng tới nói với Diệu Âm ý này, bạch với Thầy Quán Giác. Vì đó nói thế này nè: chú Diệu Âm ơi, Hòa Thượng nói niệm Phật nhất tâm bất loạn thì đâu cần gì hộ niệm. Bạch với nhị vị sư cô, vị này nói đúng quá. Diệu Âm vỗ tay tán thán: đúng rồi, đúng rồi, anh nói đúng rồi. Niệm Phật nhất tâm bất loạn không cần hộ niệm. Nhưng mà anh niệm Phật nhất tâm bất loạn được, chứ chính Diệu Âm này ráng cố gắng niệm Phật nhất tâm bất loạn không nổi. Mà càng cố gắng nhất tâm thì càng nhị tâm, tam tâm, tứ tâm bất loạn không được mà loạn cào cào, loạn như cào cào. Như vậy thì nếu thực sự niệm Phật nhất tâm bất loạn, ta không cần vãng sanh và ta không cần hộ niệm. Nếu chư vị nghe đại kinh đại luận tốt đấy, có thể cứu muôn loài chúng sanh đấy, nhưng mà chính chúng ta nhiều khi không được thiện lợi lắm. Vì sao vậy? Vì chính phàm phu này làm sao có thể nhất tâm bất loạn được. Cho nên Diệu Âm nói với vị đó: đại kinh đại pháp giống như là cái vòi rồng của một cái máy, của một cái xe cứu hỏa đấy. Nếu mà nhà chúng ta cháy kêu cái xe cứu hỏa tới nó phun ào 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 ào, lửa gì cũng tắt hết. Nhưng mà xin thưa, coi chừng cái xe cứu hỏa đó nó không cứu được cái nhà của mình bằng cái mền mình cầm phủ ngay cái đống lửa. Một nắm cát, một cái ly nước nhỏ tạt ngay vào cái chỗ mà sắp cháy đó. Nhiều khi một lon nước này mà cứu cả cái nhà của mình hồi nào không hay. Còn mình chờ cho đại pháp, nghĩa là nhất tâm bất loạn đó, thì cái xe cứu hỏa đến nó sẽ cứu những nhà chung quanh. Còn cái nhà mình đã thành tro thành bụi rồi. Cho nên Diệu Âm nói nhất tâm bất loạn được thì hay, mà không nhất tâm bất loạn được thì áp dụng cái phương thức giống như cứu cái nhà mình bằng lon nước lạnh nho nhỏ, bằng một nắm cát,
bằng một cái mền, một cái bụi gai, một cái bụi cỏ gì đó, đập ngay cái đốm lửa đang bén lên đấy, mình cứu nguyên cái nhà của mình mà không hay. Chính vì thế mà chư vị ơi, mình nghĩ thứ coi, nếu cứu cái nhà của mình thì lon nước này quan trọng hay là chờ ngồi đó mà chờ cho cái xe cứu hỏa từ xa đến? Rõ ràng xe cứu hỏa từ xa đến nó chỉ cứu cái lửa chứ cứu cái nhà mình không được. Nó cứu những nhà chung quanh đó chứ còn cái nhà mình đã thành tro bụi rồi. Một lòng thành tro bụi, vạn đời vạn kiếp khổ đau. Mong chư vị hiểu được như vậy thì cái pháp hộ niệm này nó nhẹ nhàng, cụ thể, nó gần gũi, giống như một cái lon nước lạnh tạt vào đống lửa, giống như một cái nhánh cây đập vào cái mồi lửa đang bén, hoặc là cái mền, một cái túng cắt gì chập ngay vậy. Vậy mà chúng ta có thể cứu được cái nhà. Cái nhà này là tượng trưng cho huệ mạng của mình. Chư vị ơi, pháp hộ niệm đang làm việc này đây, những người bên cạnh đang làm những việc này đây, chúng ta đang chuẩn bị chui xuống tam ác đạo, xuống dưới địa ngục để ngàn năm thiêu đốt. Chỉ cần nhờ những người hộ niệm họ nhắc nhở, họ lôi kéo ta ra khỏi cái đám lửa đó, kịp thời chúng ta cứu tới huệ mệnh của chúng ta, rồi chúng ta niệm Phật mà trở về Tây Phương. Chư vị thấy không? Từng người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhiều, vô cùng nhiều. Mong chư vị tin tưởng vững vàng, quyết chí hộ niệm cho nhau, tin tưởng lẫn nhau, gắn bó lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau, giúp nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ.